Thời gian gần đây, nước ta ghi nhận nhiều ca bệnh Whitmore, hay còn gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Trái, đơn vị đang tiếp nhận điều trị 4 trường hợp mắc bệnh Whitmore, với biểu hiện lâm sàng sức đa dạng, diễn biến bán cấp tính gây tổn thương nhiều cơ quan, làm suy yếu hệ miễn dịch. Đáng chú ý là các bệnh nhân đều cao tuổi có bệnh lý nền, thời gian điều trị dài ngày. trong đó bệnh nhân 67 tuổi trú tại thành phố Hạ Long có tiền sử bệnh đa u tủy xương tăng huyết áp được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết viêm màng não do khuẩn Whitmore có ổ di trú viêm phổi bệnh nhân 62 tuổi trú tại thành phố Uông Bí có tiền sử đái tháo đường nhập viện trong tình trạng sốt đau mỏi người sưng đau phần mềm cẳng chân trái có mũ ngoài ra bệnh viện cũng đã và đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị viêm phổi viêm mô mềm viêm xương đùi viêm khớp háng áp xe đa ổ, áp xe tại nhiều cơ quan. Theo các bác sĩ, biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất nước bị nhiễm khuẩn hoặc môi trường không đảm bảo vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, đặc biệt khi bệnh nhân có các vết loét ngoài da, triệu chứng như sốt, nhức mỏi tay chân, ho, đau bụng, đi vệ sinh lỏng nhiều lần, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán kịp thời.